Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Và hãy cùng với mình đến với thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. BTS diện kiến Tổng thống Moon Jae-in tại Nhà Xanh nhân sự kiện trọng đại xứ Hàn. Hộp quà tím còn gây chú ý hơn cả bữa tiệc Vezua. Vào sáng ngày 19 tháng 9, BTS đã vinh dự xuất hiện tại Nhà Xanh để diện kiến Tổng thống Moon Jae-in và các quan chức cao cấp trong ngày thanh niên đầu tiên của Hàn Quốc. Từ năm 2020, ngày thứ Bảy thứ Ba của tháng 9 đã được chọn làm ngày thanh niên và với tư cách nhóm nhạc hàng đầu, những thanh niên xuất sắc đem hình ảnh Hàn Quốc ra thế giới, BTS đã được chọn là người phát biểu tại sự kiện trọng đại này. Sau bài phát biểu gửi tới giới trẻ Hàn Quốc, khích lệ họ không ngừng tiến lên, bảy chàng trai BTS đã trang trọng trao tận tay Tổng thống Moon Jae-in một món quà đặc biệt, đó là chiếc hộp màu tím. Bên trong chứa những món quà tâm huyết do các thành viên lựa chọn sẽ được gửi tới thế hệ thanh niên trong tương lai. Trong ngày đặc biệt này, trưởng nhóm RM đã thay mặt cả nhóm phát biểu. Nhân kỷ niệm ngày thanh niên đầu tiên ở Hàn Quốc, chúng tôi đã cùng nhau chọn món quà đặc biệt này để gửi tặng thế hệ thanh niên tương lai. Trong hộp, chúng tôi đã đặt vào đó những thành tựu âm nhạc, kỷ niệm, tình yêu, lòng biết ơn của mình đối với người hâm mộ và một thông điệp đặc biệt dành cho những người trẻ trong tương lai. RM cũng mong muốn chiếc hộp sẽ được chuyển đến tay thế hệ thanh niên tương lai một cách an toàn. Sự kiện này một lần nữa đánh dấu vị thế của BTS, trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Hàn Quốc, là báu vật quốc dân. Các chàng trai BTS đã đạt được những kỳ tích phi thường khi tuổi đời còn rất trẻ và luôn nỗ lực cố gắng không ngừng để tiếp tục tiến lên phía trước. Các fan cũng được dịp rửa mắt với visual đỉnh cao của bảy chàng trai nhà Big Hit. Diện trang phục đen lịch lãm, các thành viên toát lên nét đẹp trai hút hồn. Loạt ảnh chụp màn hình vội cũng không thể dìm nổi nhan sắc cực phẩm của dàn nam thần đẳng cấp quốc tế. Những hình ảnh của BTS trong buổi lễ trang trọng này hiện đang là chủ đề hot trên mạng xã hội. Anh cả Jin gây ấn tượng với bờ vai Thái Bình Dương nam tính và gương mặt nghiêm nghị. Nét đáng yêu không lẫn vào đâu được của cụ đường Suga. Trưởng nhóm RM toát lên nét nam tính, cương nghị và một bầu trời tri thức khi phát biểu. Kiểu tóc vàng của Vi nhận được rất nhiều lời khen trong thời gian gần đây, khiến anh tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích. Jimin vẫn cực ngầu, cực phong cách và cuốn hút. Kiểu tóc xoăn lãng tử tôn lên tuyệt đối gương mặt không góc chết của em út Jungkook. Thậm chí kiểu tóc này đã đưa nam idol lên top trend toàn cầu. J-Hope cũng phong độ dạng người không kém gì anh em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày đến từ KBIT 24 giờ nhé.